Mới đây dân tình được dịp bàn tán sâu xa khi xuất hiện một tựa game turn-based thế giới mở vừa công bố có những nét tương đồng với siêu phẩm Honka Serial đến từ nhà Hojiverse. Theo đó, một vài hình ảnh và gameplay của trò chơi được cho là đối thủ cạnh tranh của Honka Serial trong tương lai vừa tiết lộ trên các diễn đàn toàn cầu. Được biết, trò chơi mới này có tên là Ratchet & Clank, thuộc thể loại turn-based kết hợp yếu tố thế giới mở do Lightstorm Studio phát triển. Đội ngũ từng tham gia thực hiện nhiều tựa game nổi tiếng như Marvel Revolution và Yo-Kai Watch. Dự kiến trò chơi sẽ được phát hành trong năm 2023, hứa hẹn sẽ gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng người chơi, cũng như thị trường game đang bị Honka Serial thống trị. Đến với Ratchet & Clank, người chơi sẽ được phiêu lưu trong một thế giới giả tưởng rộng lớn và huyền ảo, được xây dựng trên nền đồ họa Unreal Engine 5 hiện đại. Phía nhà phát triển còn cho biết thêm, Lightstorm Studio sẽ đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống Time Update, cho phép vũ trụ của trò chơi thay đổi theo thời gian trong ngày, mang lại sự sống động cho thế giới trong Ratchet & Clank, đồng thời giúp người chơi hoàn toàn có thể phiêu lưu vào trò chơi hơn. Bên cạnh đó, gameplay của Ratchet & Clank sẽ sở hữu cơ chế turn-based quen thuộc, cho phép người chơi thu thập nhân vật và sử dụng chúng trong các trận đánh theo lượt kết hợp cùng các chiến thuật, tạo ra những vòng thi đấu gay cấn. Ngoài ra, Ratchet & Clank tiếp nữa sẽ còn nhiều sự kết hợp thú vị hơn nữa trong lối chơi khi trò chơi được ra mắt chính thức. Hiện tại trò chơi đã bắt đầu vào những công đoạn tiếp theo để nhanh chóng trình làng con cưng của mình đến game thủ. Cùng theo dõi những thông tin mới nhất từ Top Game Online để xem Ratchet & Clank có thể sáng ngon như lời đồn không nhé. We'll be right back.